Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Tổng Trọng là tấm gương tham nhũng không vụ lợi. Với thành tích chống tham nhũng đẹp nhất so với các đời Tổng Bí Thư trước đây, ông Nguyễn Phú Trọng gần như được mặc định là không vụ lợi. Bởi cho tới nay chưa có chuyên án nào điều tra về việc ông Tổng Bí Thư có kiếm trác về tiền bạc hay không. Không phải ông Trọng không dính đến tham nhũng mà có thể nói không ai dám động đến ông thì đúng hơn. Thường là bên chính phủ nắm nền kinh tế của đất nước nên vấn đề sơ múi thì dựa vào chính sách hay dự án, dân nhìn thấy rõ ràng hơn. Còn bên đảng thì kín đáo hơn nên dân không thấy mà thôi. Ở chế độ này chẳng quan chức nào sống bằng lương cả, kể cả tứ trụ, cho nên sẽ không có lãnh đạo nào trong sáng. Sự trong sáng mà báo chí mặc định ấy là những người chưa bị lộ hoặc không bao giờ bị lộ. Đây là điều thường diễn ra ở Việt Nam mà người dân rất khó tìm kiếm thông tin từ các tứ trụ. Tham nhũng, chính sách rất nguy hiểm nhưng chưa phải là nguy hiểm nhất. Thời còn là bí thư thành ủy thành phố Hà Nội, ông Nguyễn Phú Trọng bị dính tai tiếng rất lớn tới dự án Sipucha. Tuy nhiên, vụ đó giờ đã quá lâu, hơn nữa với quyền lực lớn như hiện nay, chẳng ai dám xới lại chuyện cũ của ông Trọng cả. Chính ông Tổng Bí Thư không xới chuyện người khác thì thôi, chứ chẳng ai dám xới lại chuyện của ông đã làm, cho nên nó vẫn trong vòng bí ẩn mà nhiều người cần biết. Thời ông Trọng làm Bí Thư Thành ủy Hà Nội là thời mà các quan chức trong Bộ Chính trị mặc nhiên được hưởng những đặc quyền đặc lợi mà luật pháp không thể đụng đến. Đấy là thứ luật bất thành văn từ lâu mà không ai dám phá vỡ. Chỉ đến khi ông Trọng thâu tóm hết quyền lực vào tay của mình, ông mới phá vỡ thứ quy luật ngầm ấy với việc triệt hạ sát ván Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, ông Đinh La Thăng. Sau đó cũng có những Ủy viên Bộ Chính trị bị ép phải rời khỏi ghế, nhưng không ai bị xử lý nặng như Đinh La Thăng cả. Ngay cả trường hợp ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc vừa qua cũng như vậy. Hiện nay ông Trọng đang được danh là không vụ lợi, mặc dù đấy chỉ là cái danh được xây để đánh bóng tên tuổi cho ông. Tuy nhiên, thật sự có phải ông Trọng không tham nhũng hay không thì chưa biết. Thực tế, tham nhũng có tới 3 tầng nấc. Loại thứ nhất và loại ở tầng thấp nhất, những người này tìm mọi cách để vòi tiền, có thể từ công quỹ, có thể từ tiền túi của người dân, hoặc có thể là tiền của doanh nghiệp phải đóng. Loại này thì vô cùng đông đảo, đâu đâu cũng có. Thậm chí một tổ trưởng, tổ dân phố nhỏ bé cũng biết cách tham nhũng loại này. Chế độ này chẳng nhắc đến tham nhũng quyền lực. Loại thứ nhì là tham nhũng chính sách. Loại này phải từ cấp bộ trưởng trở lên mới làm được. Họ ra chính sách để làm lợi cho một hoặc vài nhóm lợi ích của mình. Rồi sau đó những doanh nghiệp được hưởng lợi từ chính sách sẽ bằng cách này hay cách khác trả công cho người ra chính sách một khoản kín đáo. Việc buộc người dân phải quay mũi để làm lợi cho Việt Á và sau đó được phân phiệt lại quả là một dạng tham nhũng chính sách. Hay quyết định thực hiện chuyến bay giải cứu cũng như thế. Mới đây có đề nghị bắt buộc phải lắp camera hành trình cho xe máy, cũng là loại tham nhũng chính sách, với con số lên đến hàng chục triệu, hàng trăm triệu camera hành trình sẽ được lắp, và đó là số tiền có thể đút túi khá ngon. Tham nhũng chính sách rất phổ biến, tuy nhiên để tham nhũng được theo loại này phải trèo lên vị trí rất cao. Tuy vậy, tham nhũng chính sách lại không nguy hiểm bằng tham nhũng quyền lực. Tham nhũng quyền lực là loại hiện tượng thâu tóm quyền lực về tay mình hoặc nhóm của mình để mà lạm dụng quyền lực. Dùng quyền đấy để tạo ra những vây cánh cho mình, củng cố vị trí độc tôn để tham nhũng quyền lực thì phải ở ngôi vị cao nhất như ông Tổng Bí Thư hoặc Thủ tướng Chính phủ. Nếu nói tham nhũng chính sách ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế thì tham nhũng quyền lực có thể đưa đất nước đến nguy cơ mất độc lập. Tham nhũng quyền lực dẫn đến mức độ độc tài, độc đoán và từ đó họ tự quyết định vận mệnh đất nước theo ý của họ mà không đếm xỉa đến số phận của đất nước, số phận của hàng trăm triệu người dân trong cả nước. Ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng vẫn được tiếng là không vụ lợi. Hiện nay, Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng đang ở tầng cao nhất của tham nhũng, đấy là tham nhũng quyền lực.
Chính ông đã tự dẫn dắt đất nước này theo ý muốn của ông và phớt lờ nguyện vọng của toàn dân từ Bắc đến Nam. Ông đang là chùm cuối của tham nhũng, nhưng ông vẫn được tiếng là không vụ lợi. Thế mới đau. Quý vị và các bạn vừa theo dõi trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin Tổng Trọng là tấm gương tham nhũng không vụ lợi. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Bất lực trước Trần Quý Thanh, tô rát vàng cầu cứu nghĩa tuyên giáo. Việc bắt nghi phạm và chứng minh nghi phạm có tội là trách nhiệm của cơ quan tố tụng hình sự. Trách nhiệm đó thuộc về hạn quyền hạn của cơ quan điều tra. Trong khi nghi phạm chỉ là một vài cá nhân, còn cơ quan điều tra là cả một bộ máy, cho nên rất dễ để xảy ra hiện tượng bức cung nhục hình để lập ra hồ sơ vụ án theo ý của cơ quan điều tra. Công an đã dùng báo chí để tạo ra dư luận kết tội cho bị can. Để đảm bảo công bằng cho bị can thì ở các nước dân chủ, người ta áp dụng quyền im lặng và quyền có luật sư ngay từ đầu. Quyền im lặng giúp cho nghi can tạm thời tự bảo vệ trước áp lực quá lớn của bộ máy điều tra và cũng tránh cho nghi can không bị lỡ lời mà nói những điều bất lợi cho bản thân. Nghi can có quyền im lặng cho đến khi có luật sư đại diện để luật sư hướng dẫn họ nên nói gì để mà có lợi và nói điều gì sẽ gây bất lợi cho họ. Với luật pháp chặt chẽ và nhân bản như vậy, các nước dân chủ đảm bảo cho nghi can có được sự công bằng trước pháp luật, cho dù nghi can có tội phạm gây ra tội ác nghiêm trọng và có bằng chứng rõ ràng. Việc có luật sư ngay từ đầu như là người bảo vệ và cũng là bên thứ ba giám sát cơ quan điều tra để tránh bức cung nhục hình, hàm oan cho nghi can. Còn ở Việt Nam thì khác. Luật pháp không được soạn bởi những đại diện chân chính cho dân, mà do những người đại diện cho Đảng Cộng sản, nhưng lại mạo danh là đại diện cho nhân dân soạn thảo ra. Cho nên, ngay trong luật đã có cơ hội cho cơ quan điều tra những điều kiện để họ có thể ra tay với nghi can. Miễn sao những điều tra viên đạt được kết quả như ý muốn, còn có đúng người đúng tội hay không, thì với họ không quan trọng. Chính vì thế mới xảy ra tình trạng lạm sát ngay trong cơ quan công an. Chỉ trong 3 năm, công an của Đảng Cộng sản Việt Nam đã được bức cung nhục hình rồi gây ra cái chết có tới 226 nạn nhân khi họ đang bị giữ tại trại tạm giam. Luật pháp của Đảng đã thả nổi cho công an, vốn rất tàn ác, được tự do ra tay với dân nên mới có sự lạm dụng đến như thế. Ông Trần Quý Thanh không khai báo theo ý công an để tự bảo vệ mình là điều đương nhiên. Bị cáo nào cũng có quyền làm điều đó. Ông Trần Quý Thanh là một đại gia có tiếng. Khi bắt ông, việc điều tra và chứng minh ông có tội là trách nhiệm của cơ quan điều tra. Việc ông Trần Quý Thanh không khai theo ý công an để tự bảo vệ mình là điều đương nhiên, không thể nói ông ngoan cố được. Với bị can, cho dù là tội phạm giết người đi nữa thì họ cũng chỉ khai những gì có lợi cho họ. Đó là điều đương nhiên. Việc cơ quan điều tra tố ông Trần Quý Thanh là ngoan cố, điều đó cho thấy họ đang bất lực. Họ cố ép ông nhận tội mà không được, nên quay ra tố bị can là ngoan cố. Một chiêu trò có thể nói là rất bẩn thỉu của cơ quan điều tra, mà người đứng đầu là ông Đại tướng Tô Lâm. Trước một Trần Quý Thanh già dặn kinh nghiệm, thì cơ quan điều tra không thể nào nhào nặn cái lời khai như ý họ muốn được. Vì vậy, họ đã phải nhờ đến Nguyễn Trọng Nghĩa, trưởng ban tuyên giáo của Trung ương Đảng Cộng sản, đã chỉ đạo báo chí tố ông Trần Quý Thanh là vẫn ngoan cố, chưa thành khẩn khai báo. Việc công an bất lực trước bị can, rồi dùng báo chí đổ tội cho bị can là ngoan cố, đó chính là hành động vô cùng bị ổi của tướng lĩnh nhà ông Lâm. Ở đây, cả công an và báo chí đều khốn nạn như nhau, chẳng có bị can nào ngoan cố cả, mà bất kỳ bị can nào cũng có quyền tự bảo vệ mình. Công an ở Việt Nam thì thừa tàn bạo, thiếu khôn ngoan và kém nghiệp vụ. Ông Trần Quý Thanh là người từng bị xã hội khinh ghét
bởi ông từng dùng tiền và các chiêu trò bỉ ổi để triệt hạ những người tố cáo sản phẩm nước giải khát của ông. Sản phẩm nước giải khát của ông tuy nhiên không vì thế mà mặc định rằng tất cả những điều ông Thanh làm đều sai trái, nhất là trong quá trình tố tụng hình sự. Với nghiệp vụ yếu kém, điều tra không ra, khai thác bị can thì không được. Thì công an đã đi xua báo chí để mà định hướng dư luận thì có thể nói đấy chính là cách làm án rất khốn nạn của công an Đảng Cộng sản. Làm công dân của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là không có bất cứ quyền nào cả, đặc biệt là phải đối diện với bộ máy công quyền. Một nhà nước tự cho mình đứng trên pháp luật và muốn trị dân chẳng dựa trên bất cứ một chuẩn mực pháp luật nào. Đấy chính là bản chất của cái gọi là nhà nước pháp quyền, xã hội chủ nghĩa. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo chấm D với bản tin bất lực trước Trần Quý Thanh, tô dát vàng, cầu cứu nghĩa tuyển giáo. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm D để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo chấm D.